sư phụ khai khai thị cho ba đồng tu con dùng. Tại vì mỗi lần đồng tu á, chúng con đều mở những cái tọa đàm của sư phụ nói về hộ niệm qua 15 phút á, chúng con đều mở. Như hôm nay ông cụ bệnh khối u gan, nhưng mà ba của đồng tu ông cụ ở bên Mỹ về, rồi có nhân viên người Việt Nam, thì bây giờ ông yếu rồi mà tâm thì cũng cũng niệm Phật, nhưng mà cũng muốn vãng sanh, nhưng mà còn sợ chết ấy, mà cái con nghĩ là chắc rồi sợ chết, tại vì nấu ngoài miệng, nhưng mà khi mà bệnh oxy là phải đem về hai ba bệnh, một bệnh thì bác sợ là thiếu không đủ đi cấp cứu viện thì bác sẽ mệt, bác sẽ mất á, bác sợ đó. Ý là chắc là bác cũng còn sợ chết, nhưng mà cái bữa mà nghe cái pháp của sư phụ á, thì bác trai nói là xem cái người đó nói chuyện là ai, con nói là đó đó là sư phụ Diệu Âm ở bên Úc Châu, thì bác nói là bác cũng muốn gặp sư phụ, con xin nhờ sư phụ để nữa bác sư phụ khai thị và cho bác đủ lòng tin hơn để bác tha thiết cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Ai gì đọc Phật Anh Di Đà Phật Tịnh Phước là con cụ đó không? Con cụ ngồi dạ đó ông sư phụ không? mà từ từ Làm cái gì làm dạ từ ông từ đây? tại vì bác A không Di đi Đà Phật. được. Rồi bây giờ xin Tịnh Phước là đừng có kêu vợ ông này bằng sư phụ, tội nghiệp cho vợ ông. Dòng ông yêu Không, lắm mà khiêng khiêng tại nói. vì con cũng nhờ được nghe cái pháp sư phụ mà con biết đến đề hộ niệm, con biết đến đề tu hành, thì con lúc nào cũng rất là trong tâm, thì một ngày nếu không có biết đến cái pháp hộ niệm làm sao con biết đến cái con đường này, thì con biết đến đạo thì con cũng nhờ đến cái pháp của sư phụ giảng đường chi lâu, thì con xin thầy giác hoàn thành như đạo. Thôi nhớ là cái kêu là cư sĩ chữ âm thì cũng được rồi nha, nếu như ông lão lão cư sĩ được là tức là có ông cư sĩ mà giống như Thanh Phước vậy là ông già rồi, còn Thanh Phước thì trẻ thôi, cái gì đó giống vậy. Nói chung là nếu mà Thanh Phước mà muốn 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 nói trong cụ thì có ông cụ ở đó, thì muốn nói trong ông cụ thì làm sao mà nói trong cụ đây, còn nó mà khuyên là Từ chỗ con sang chỗ ông cụ rất là xa, nên con muốn à. thỉnh ý sư phụ lúc nào sư phụ có thời gian con nhờ, tại vì ông cụ chắc nghỉ không lâu, giờ lúc đấy rất là tỉnh được sư phụ, tỉnh lắm, thế là niệm Phật lắm. Mà con thấy như này, nếu mà sư phụ có thời gian con nhờ sư phụ liên lạc để con sư phụ có thể chia sẻ với ông cụ thêm, để ông cụ đủ lòng tin tinh tấn để cầu sanh tịnh độ mạnh mẽ hơn à. Như là Rồi khi nào mà có duyên thì Thanh Phước có thể làm sao bắt điện thoại trực tiếp gì dâm cũng cũng chỉ mà leo leo cái miệng vậy thôi, chứ mà Thanh Phước thì nếu mà đem lòng thành ra nói cái chuyện cũng được, cũng được nói là muốn vãng sanh thì không được sợ chết, mà không mà còn sợ chết là không muốn vãng sanh, nó rõ ràng như vậy. Mình muốn chọn con nào, người sợ chết là người không muốn vãng sanh, mà người muốn vãng sanh thì người không sợ chết, mà người trông chờ cho cái ngày giờ mình mãn cái báo thân này, cho cái cục thịt này chết đi để cái chính mình đi về Tây Phương. Hãy nói cho ông cụ rõ điều đó. Một người chúng ta trong một khoảng thời gian chỉ có một báo thân mà thôi, tất cả mọi người chỉ có một báo thân, không có hai báo thân. Liền cái báo thân này mình đừng cái báo thân khác. Cái báo thân này là báo thân báo đời, nếu mà chúng ta sợ chết là chúng ta còn muốn ôm cái báo thân này mà chịu nạn. Còn muốn chúng ta mà muốn lấy cái báo thân của một vị đại Bồ Tát trên cõi Tây Phương để thành Phật, thì chúng ta phải liền tìm cách là liền cái báo thân này, để làm sao trong cho cái huệ mạng, trong cho cái thọ mạng chúng ta nó ngắn ngắn một chút, để chúng ta chịu nạn ít một chút, để mà chúng ta có cái dịp trở về Tây Phương. Cho nên khi bệnh xuống mà bác sĩ báo cho mình là không cách nào cứu chữa được, thì người người mà muốn vãng sanh người ta mừng dữ lắm. Chính cái mừng đó mà thay vì người ta đau chịu tới 10 lần, người ta đau người ta chịu còn có 2, 3, có nhiều khi người ta còn có 1, 2 à. Thực sự đó chưa vậy. Tại vì sao? Tại vì càng đau càng mừng, càng đau càng vui. Chính cái nỗi vui này nó tạo cho cái cơ thể của họ nó hồi phục lại một cách bình thường. Và chư Phật, chư Bồ Tát gia trì, tự nhiên họ tỉnh táo, họ vui vẻ. Còn những người mà sợ chết thì bệnh ít, có một vậy. Mà vì cái sợ đó nó tăng lên tới 10 lần, người ta tưởng là nặng lắm, mà thực ra chính cái tinh thần của họ nó bại hoại, nó bị xuống cấp đi, cho nên nó thấy bệnh nặng hơn. Cho nên những người mà sợ chết là những người không tha thiết vãng sanh. Những người tha thiết vãng sanh thì chắc chắn không bao giờ sợ chết. Đó là cái những lời mà dâm nhắn nhủ với Thanh 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 Phước để nốt với ông cụ. Nếu mà ông cụ cũng niệm Phật muốn vãng sanh, ông cụ sẽ chết là ông cụ vãng sanh, là nguyện vãng sanh, là nguyện dỗ, nguyện lơi, ông thành tựu.
Nếu mà thành tựu rồi nhất định không bao giờ sợ chết. Mà khi bệnh xuống rồi không bao giờ người ta cầu hết bệnh. Tại vì cầu hết bệnh tức là họ muốn sống thêm. Muốn sống thêm là tại vì họ sợ chết. Nó thực ra là một là hai, hai là một. Còn những người mà bệnh rồi họ tha thiết là trong cơn bệnh này cho con được mãn phần luôn để họ bản tranh. Thì cái tinh thần này làm cho họ tỉnh táo. Cái tinh thần này chính là tự tại trước bệnh hoạn. Người không sợ chết là tự tại trước tử sanh. Người không sợ bệnh là tự tại trước bệnh hoạn. Đơn giản như vậy chứ không có gì cả. Mong cho thành Phước muốn khai thị ông cụ thì khi nào có cái dịp nào đó thì bắt điện thoại cho giảm nút thắng qua. Chứ bây giờ nói chung chung đây thì làm sao khai thị trong cụ được ha. A Di Đà Phật.